Theo Bộ Luật Dân sự năm 2005 thì bất động sản là các tài sản không di dời được, bao gồm đất đai, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở. Công trình xây dựng đó, các tài sản khác gắn liền với đất đai và các tài sản khác do pháp luật quy định. Theo từ điển thuật ngữ tài chính thì bất động sản là một miếng đất và tất cả các tài sản vật chất gắn liền với đất. Theo Wikipedia thì bất động sản hay còn gọi là địa ốc hay nhà đất là một thuật ngữ pháp luật ở một số nước như Liên Hiệp Anh, Canada, Úc, Mỹ và Bá Hà Mã có ý nghĩa bao gồm đất đai và những gì dính liền vĩnh viễn với mảnh đất. Những thứ được xem là dính liền vĩnh viễn như là nhà cửa, gara, kiến trúc ở trên hoặc dầu khí, mỏ khoáng chất ở dưới mảnh đất đó. Những thứ có thể dỡ ra khỏi mảnh đất như nhà di động, lều, nhà tạm thì không được xem là bất động sản.